Mà chúng ta sẽ sang bài 3 là cái chủ đề về ngăn xếp. Tức là chúng ta còn sau một cấu trúc dữ liệu mới, thì cấu trúc dữ liệu này là sau ngăn xếp sẽ là hàng đợi. Thì ngăn xếp hàng đợi là hai cái cấu trúc dữ liệu mà nằm ở trong cái chương trình trong lớp 12, thì nằm ở trong cái chuyên đề khoa học máy tính. Nhưng mà trong cái kho máy tính ý, thì người ta xếp ngăn xếp hàng đợi cùng với cái danh sách liên kết ấy, nó là một trong một nhóm những cái cấu trúc dữ liệu mà người ta hay nhắc đến, thì tôi để liền vào cái đó nhé. Như vậy là hôm trước chúng ta đã học về một cái mô hình rất là cơ bản là mô hình danh sách liên kết. Danh sách liên kết là cái mô hình rất điển hình mà bắt buộc phải sử dụng cấu trúc các nút liên kết thông qua con trỏ. Thì ở trong C trong Pascal ấy, thì cái cấu trúc con trỏ nó rất là phức tạp, cho nên là cái việc thiết lập danh sách liên kết hơi phức tạp một chút. Nhưng ở trong Python thì rất là dễ, rất đơn giản. Thì chúng ta còn quay lại nhiều hơn nữa trong tương lai, quay lại nhiều các bài tập các cái mô hình liên quan đến danh sách liên kết. Còn hôm nay chúng ta sẽ học sang cái mô hình ngăn xếp. Thì mô hình ngăn xếp nó là cái gì thì tôi xin nhấn mạnh luôn nhé, để chúng ta hình dung. Thì đầu tiên chúng ta hình dung nó là một cái mô hình mà nó là về mặt lý thuyết mà nói thì nó là một cái hình như sau. Như vậy là cái mô hình hay là cái cấu trúc. Cấu trúc ngăn xếp. Hoặc là tiếng Anh nó là stack nhé. Thì chúng ta sẽ dùng các cái từ tiếng có thể dùng lẫn lộn, lúc thì ngăn xếp, lúc stack thì tùy các bạn nhé. Tùy tiện lúc nào chúng ta dùng cái từ đó vẫn là hiểu như vậy. Thì nó là cái gì? Là như sau. Thì mà tổng quát thì nó là như sau, nó là một cái mô hình mà nó hỗ trợ cái nguyên lý hay là cái nguyên tắc, hỗ trợ hay là theo nguyên tắc nó gọi là LIFO, tức là vào sau ra trước. L là nên đây là last in first out. Thì như vậy nó là cái mô hình là vào sau ra trước. Chúng ta hiểu nó ra là như này này. Thì ngăn xếp nó là cái mô hình như thế này, chúng ta hiểu nó ra là như này nhé. Nó là một cái mô hình mà người ta không yêu cầu gì về mặt rõ ràng về mặt cấu trúc, mà người ta sẽ hiểu nó là một cái hộp đèn. Đây là một cái hộp đèn, là một cái hộp đèn để dùng để chứa dữ liệu. Vì nguyên tắc hộp đèn bình thường là nó phải có một cái nút, cái chỗ để chúng ta vào, nó là chỗ là cái nút này, cái lỗ này là để in nhé, và một cái chỗ nữa để chúng ta đưa dữ liệu ra, đưa out ra, đây là vào, đây là ra. Thì với cái stack ấy, thì chúng ta làm như sau, thì mô hình chúng ta là như thế này. Thì chúng ta hiểu nôm na nó là như này. Đối với mô hình là thì cái chỗ vào chỗ ra nó là một chỗ thôi, vào đây và ra đây, nó là một cái lỗ này thôi. Thì nên là cái động tác vào đúng không, đọc in thì người ta dùng một từ là push, đẩy vào, quen rồi. Còn lấy ra người ta dùng cái từ pop nhé. Đấy, cho nên là hiểu nôm na là stack là một cái mô hình, là một cái lỗ đen, một cái túi mà người ta không quan tâm đến bên trong của nó. Nó là một cái mô hình, một cái túi mà gồm có chỉ có một cái đầu vào thôi, một cái lỗ để dùng để đưa dữ liệu vào và lấy dữ liệu ra. Và nguyên tắc đưa vào lấy ra là vào sau ra trước, cái nào vào trước thì sẽ ra sau, cái nào vào sau cùng sẽ được lấy ra trước bằng lệnh pop. Đấy, đưa vào là push, đưa ra là pop, để chúng ta hình dung thế nhé. Được rồi, thì cái mô hình này là mô hình mà được dùng rất nhiều trên thực tế luôn. Cái mô hình mà chúng ta có thể vẽ qua một vài cái mô hình nhé, một số mô hình ngăn xếp trên thực tế. Có rất nhiều luôn trên thực tế nhé. Ví dụ chúng ta nhớ lại chúng ta có cái bài toán liên quan đến cái việc là xếp các cái đĩa trong bài toán Tháp Hà Nội chẳng hạn, dụ đúng không, thế không? Thì các đĩa xếp từ trên xuống dưới đúng không? Thì cái đĩa nào để vào trước thì nằm ở phía dưới, chứ khi đẩy vào thì cái nào lấy vào đẩy vào sau cùng sẽ được đưa ra. Đây là đẩy đẩy vào này, và đây là lấy ra.
thì cái nào mà đi vào sau thì sẽ ra trước. Vẽ cái mô hình rất là dễ. Hay là mô hình chúng ta có một cái thông thường, chúng ta có cái ba lô quân đội, cái ba lô ở đây nhé, cái ba lô ở đây nhé. Ở đây chúng ta có một cái lỗ đưa, chúng ta mở, chúng ta đưa quần áo vào. Quần áo nào vào trước thì nằm phía dưới, quần áo nào vào sau thì ở trên, và cái nào mà vào đưa vào sau cùng ấy thì sẽ lấy ra phía trước. Đây là push này, đây là out này, đây là pop này. Thì cái mô hình này là có rất nhiều. Hay là một mô hình khác như này nhé, ở trong những cái nhà ga, mà trong những cái nhà mà các cái toa tàu hỏa ngày xưa đấy, có cái nhà ga mà nó chỉ có một cái đường như này thôi, mà cái tàu sẽ đi vào theo hai hướng, tức là ví dụ như này, đi vào đây, cái tàu đi vào sẽ là thằng nào vào trước thì đứng ở đây, thằng nào vào sau đứng ở đây, thì cái thằng nào sau cùng sẽ đi ra luôn này. Vậy đây là một cái mô hình theo kiểu stack, vào trước thì nằm ở phía sau này, vào sau thì ở phía sau này, và càng vào sau thì sẽ được ra trước, nghĩa là vào trước và ra sau. Thì mô hình cái dạng như này đều là mô hình ngăn xếp cả. Thì tôi xin phép nói thêm một chút nữa về ngăn xếp nhé. Ngăn xếp này là được dùng rất là nhiều ở trong tin học ấy, tức là trong chúng ta lập trình ấy. Thì chúng ta nhớ lại khi các bạn sẽ có thể thấy thì cái mô hình ngăn xếp được dùng rất nhiều với cái mô hình là với cái khi chúng ta gọi các cái hàm đệ quy đấy. Khi chúng ta gọi cái hàm đệ quy, cái mô hình hàm đệ quy mà chúng ta đã biết đấy, hàm đệ quy vì sao này nó bị rồi. Cái hàm đệ quy thường gắn rất nhiều đến cái mô hình ngăn xếp. Để tôi nói nhanh nhé, rất nhiều. Nói chung người ta có thể chứng minh rằng là mọi cái thuật toán mà được viết bằng đệ quy, các hàm đệ quy thì đều có thể tương đương là viết không đệ quy thì chúng ta dùng ngăn xếp. Thì tưởng như này thôi, chúng ta đây là một cái hàm đấy nhé, tôi lấy gọi tôi hôm nay viết ra một cái hàm ở đây. Để lấy dụ là khi mà chúng ta gọi một cái hàm là gọi một cái hàm nào đó, khi ta gọi hàm có các tham số nhé, v1, v2, vn đấy. Thì khi chúng ta gọi hàm nào gọi lần nữa nó gọi tiếp nó ở đây đấy. Gọi tiếp nó ở đây, nó gọi đệ quy mà. Thì cái quá trình gọi này nó phải dừng lại, chúng ta nhớ lại cái năm ngoái chúng ta học về cái phần đệ quy đúng không ạ? Thì một trong nguyên tắc của cái hàm đệ quy phải có cái phần dùng để kiểm tra xem là khi nó dừng lại. Đấy. Khi mà đây là khi gọi tới đây là cái cùng nó gọi cái hàm đệ quy ở đây nhé, là nó sẽ dừng lại và nó sẽ phải thoát ra. Thì như này nhé, khi mà chúng ta mà gọi mỗi lần mà chúng ta khi mà một cái hàm đệ quy bao giờ ban đầu thì còn nó có ứng với một cái stack một kỳ đấy. Và khi gọi hàm ấy thì những cái tham số này sẽ được đưa vào stack, được đưa vào stack. Ta hiểu thôi, coi là chỗ này một tham số để cho nó nhanh nhé, gọi là v đi. Thì đầu tiên khi gọi thì chúng ta đưa cái v này vào, gọi là v1 đi, được cái v1 này vào stack được không nào. Khi gọi cái lần thứ hai gọi đệ quy, cái lần này làm cái v nhưng mà nó sẽ nó khác, gọi là v2 đi, thì ta đưa v2 sẽ đưa vào stack, đưa vào cái stack này nhé, s bằng. Gọi lần thứ ba v3 thì nó là v3 đây. Đấy. Nếu cùng đi gọi là vn đi, thì này nó sẽ là vn. Đấy. Khi mà chúng ta thoát khỏi cái thoát ra nhé, thoát ra khỏi VVN này thì cái này sẽ được đẩy ra khỏi stack. Xong nó là phía trên này, cứ thế là phía trên này là dựa trên này là FVN chỉ 1. Khi mà cái F gọi VN này nó nằm trong cái FVN chỉ 1. Thì khi mà thoát khỏi cái lời gọi này thì nó sẽ vậy chui vào cái hàm là hàm FVN chỉ 1. Khi thoát khỏi cái VN chỉ 1 này thì cái VN chỉ 1 này nó sẽ được đưa ra. Đấy. Cứ như vậy. Đến chỗ này, khi thoát khỏi cái phần trước này thì lại vào cái V3 này. Khi thoát khỏi V3 này thì V3 này sẽ được đưa ra. Đấy. V2 đưa ra. Khi mà thoát khỏi cái hàm này, hàm này thoát khỏi này là ở đây. Thoát khỏi nó thì V1 sẽ được đưa ra.
Như vậy là cái quy trình mà gọi đế quy chẳng qua là mỗi lần gọi như vậy là chúng ta đưa tất cả các cái tham biến, cái trạng thái, cái tham số đầu vào đưa vào lưu trữ trong một cái stack tổng thể của chương trình, của chương trình, của nguyên lập trình đấy. Và như vậy cái việc gọi đế quy nó tương đương với việc là chúng ta đẩy các cái tham số của cái hàm đó vào trong một stack. Mà khi mà chúng ta lấy ra thì cái nào vào sau chúng ta lấy ra trước. Như cái hàm mà gọi cuối cùng ấy, cuối cùng là nói là cái hàm đó sẽ được đưa vào stack lần cuối cùng. Cuối cùng khi nó thoát ra thì cái biến này được giải phóng ra và đưa ra khỏi stack. Và khi thoát ra khỏi cái hàm cuối cùng này thì stack trở thành rỗng, có những kết thúc. Như vậy là cái việc gọi đế quy này nó tương đương, gọi đế quy này nó tương đương, nó tương đương với một cái lời gọi, nó tương đương với một cái lời gọi là như thế này, nó tương đương với một cái lời gọi là, nó tương đương luôn với một cái lời gọi là YS khác rỗng, thì đấy như vậy đấy. Đó. Cho nên là thì các bạn hình dung thôi, tức là nó sẽ một cái rất quan trọng, nó là một cái mô hình rất hay dùng trong các hàm đế quy. Được rồi, nhưng mà chúng ta biến tôi nó tiếp sang phần tiếp theo, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mặt nguyên lý hoạt động, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mặt lý thuyết ấy. Thì thế nào là một lần ngăn xếp, tôi mô tả vì tôi mô tả các cái hàm, các cái hàm hay thủ tục cơ bản cần có để mô tả, để mô tả một cái stack hay một ngăn xếp nhé. Phần này phần rất quan trọng, nôm na là đây là cái đây là những cái mà đây là cái về mặt lý thuyết mà nói thì tất cả những cái hàm, những cái hàm mà tất cả những cái mô hình stack đều phải thỏa mãn những cái hàm này, hay là cái gọi là cái thao tác hay là thủ tục cơ bản. Thì tôi xin phép tôi xin việc được copy cái này, để tôi có sẵn cái hình vẽ, tôi sẽ copy cái này sang cho các bạn xem. Những cái hình này là có ở trong cái cuốn sách có trong cuốn sách chuyên đề đấy, chuyên đề tin 12 đấy, nhưng mà tôi sẽ lại một chút cho nó chính xác hơn. Đấy, đây tôi sẽ copy vào đây này, một hình ảnh thôi, copy vào đây cho dành dùng nhé. Đấy, thế đây là những cái đây là những cái hàm rất là cơ bản. Một là cái có một cái hàm để tạo ra một ngăn xếp rỗng, là cái hàm tất cả những thao tác là đối với stack này được mô tả bằng hai cách. Một đây là mô tả theo hàm, bằng hàm. Đây là mô tả theo phương thức. Đây ta coi nếu có stack là một cái object, một cái đối tượng thì nó là một cái phương thức. Như vậy cái lệnh tạo ra thì giống hệt nhau, là s bằng stack như này, là tạo ra một cái ngăn xếp rỗng. Hay là lệnh là đẩy đưa dữ liệu vào, lệnh push, thì cái mô tả hàm là push mở ngoặc sx đưa phần tử x vào cái đầu của ngăn xếp. Còn lấy ra còn đưa vào, đây là mô tả bằng hàm, đây mô tả bằng phương thức thì nó là s chấm push x. Đây là lấy dữ liệu ra, xóa khỏi ngăn xếp và trả về đối tượng đầu của, hay là đỉnh của ngăn xếp, thì người ta gọi là đây là pop nhé, pop s hoặc là s pop như này. Còn đây là cái hàm kiểm tra xem ngăn xếp này có là rỗng hay không, thì cái hàm này nó sẽ trả về true nếu mà s là rỗng, ngược lại nó trả về false. Và khi mô tả bằng hàm ấy thì nó hơi dài một chút, bởi vì là nó có thể lẫn những cái hàm khác, cho nên trong đề thật dài là is stack empty. Còn khi mô tả nó bằng phương thức đơn giản, nó chỉ bằng là tôi biết là bằng s empty thôi cho nó nhanh, đỡ phải viết dài như thế này. Không viết dài này cũng được thôi, không sao nhé, vì chúng ta lại cho nó dễ nhé. Còn đây là một cái hàm khác, một cái thao tác khác là lấy ra nhưng không xóa đi, lấy ra và trả về cái phần tử đầu, phần tử đỉnh của ngăn xếp, hay là top s, đây là hàm. Còn đối với phương thức thì là s.top, đây là cái hàm trả về cái độ dài của số lượng phần tử của ngăn xếp, length s gọi là s.length nhé. Và yêu cầu rất quan trọng này là tất cả những thao tác này đều phải là có thời gian chạy là 0,1 o lớn 1, tức là gì, tức là nó là có thời gian chạy là hữu hạn và không phụ thuộc vào cái độ dài số lượng các phần tử của s. Đây là yêu cầu gọi như là bắt buộc đó. Thì đó chính là cái đây chính là mà chú ý nhất, rất quan trọng đây là chính là nôm na đó là cái tiền đề khi chúng ta thiết lập cái đặt một cái mô hình stack, chúng ta phải
phải xây dựng được tối thiểu là những cái hàm này. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 cái thao tác rất là cơ bản đối với ngăn xếp. Bây giờ tôi xin nó vét lại một chút nữa. Như vậy chúng ta hình dung, chúng ta hình dung như này là cái hình này. Đó là cái đầu, để phần thử đưa vào đấy nhé. Này. Và phần này. Và nó đưa vào thì đưa vào đây. Đây là cái lệnh push nhé. Còn lấy ra từ đầu, lấy ra đây. Đây, đây là pop. Thì cái phần thử này này, chỗ này nó gọi là đỉnh. Đây là nó lại đỉnh. Đỉnh hay là top. Top của cái của ngăn xếp. Còn cái chỗ này nó là đáy, cái này nó là đáy. Đáy. Thế này thì anh là nó là bottom của ngăn xếp. Được chưa? Đấy. Thì có thể mô tả dưới dạng là hình ngang hay dưới dạng là chiều ngang, cũng thể mô tả dưới cái dạng là chiều dọc cũng được. Thì các bạn nên mô tả chiều dọc thì nó là như thế này. Tùy chúng ta có thể mô tả là mô tả như này. Đây. Rồi tôi viết thì viết. Đây, đi lên vào. Đây là đáy này, đây là đáy này. Đáy nhé. Đây là đỉnh này, top này. Đưa vào này, là push này. Lấy ra này, là pop. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta cùng nhiệm vụ chúng ta sẽ cùng nhau là cài đặt hay là thiết lập cái mô hình, một cái mô hình stack trên một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Nguyên tắc mà nói thì những người mà làm cấu trúc dữ liệu đều phải như vậy, đều phải mô tả cấu trúc dữ liệu về mặt mô hình. Bao giờ cũng vậy nhé. Khi mà chúng ta chú ý khi mô tả, khi thiết lập mà cấu trúc dữ liệu mới thì chúng ta chú ý là đầu tiên chúng ta là mô tả cấu trúc về mặt nguyên lý hay là mô hình. Thì cái mà chúng ta vừa mô tả vừa rồi đấy là chúng ta mô tả nguyên lý và mô hình. Cái việc mô tả nguyên lý này là thông thường nó phụ thuộc vào cái thực tế hay xảy ra. Người ta hay dùng cái mô hình kiểu như vậy. Sau bước tiếp theo nữa, bước thứ hai là chúng ta sẽ thiết lập cụ thể, thiết lập hay là cài đặt cái mô hình của cấu trúc dữ liệu đó, của cấu trúc dữ liệu đó trên một cái ngôn ngữ lập trình cụ thể, trên một ngôn ngữ cụ thể nhé, một ngôn ngữ lập trình cụ thể, ví dụ như là Python, ví dụ như là C hay là Pascal, chúng ta có thể ngôn ngữ nào có hết nhé. Đó. Nhưng mà đây chúng ta sẽ làm trên Python. Đấy, còn vì chúng ta học Python mà. Còn nếu ai thích thì có thể làm, ai biết nhiều hơn có thể làm cái ví dụ khác, cài đặt trên mô hình C cộng cộng chẳng hạn, hay mô hình Pascal chẳng hạn, tùy hay là Java chẳng hạn, chúng ta chú ý nhé. Đó, nhưng mà các bạn chú ý, và khi cài đặt như vậy thì chúng ta chú ý là không phải chỉ có một cách, mà thông thường là có rất nhiều cách, thực tế nhất là có rất nhiều cách cài đặt, các bạn chú ý nhé. Cài đặt trên một ngôn ngữ cụ thể, trên một ngôn ngữ lập trình cụ thể, thông thường là có nhiều cách chứ không phải là một cách, là chú ý như vậy. Và chúng ta có thể chúng ta cài đặt theo nhiều cách khác nhau để chúng ta để cho thấm hiểu hơn cái cấu trúc của dữ liệu đó. Và thực tế mà nói thì không phải cách cài đặt nào cũng sẽ thỏa mãn được toàn bộ tất cả các cái yêu cầu về thời gian như này đâu, vì có những thuật toán mà có những mô hình mà nó rất là phức tạp khi cài đặt. Đấy. Cho nên là khi mà cài đặt chúng ta chú ý nhé. Tất nhiên là về lý thuyết là chúng ta phải tìm cái mô hình cài đặt sao cho nó thỏa mãn được tất cả các cái yêu cầu về lý thuyết đặt ra. Nhưng mà tuy nhiên trong một số trường hợp khi việc cài đặt thuật toán là cụ thể đấy trên một ngôn ngữ lập trình cụ thể đó. Thực tế mà nói khi mà chúng ta cài đặt thì có thể có những cái cài đặt mà nó nếu để thỏa mãn được tất cả yêu cầu thì nó rất là phức tạp. Đó, rất phức tạp. Cho nên nhiều khi chúng ta phải đánh đổi. Thôi chúng ta tạm thời chúng ta cài đặt một cái mô hình mà nó không thật phải đúng hoàn toàn về mặt thuật toán. Nhưng mà nó đúng về mặt phương thức hoạt động cũng được. Đấy.
chúng ta sẽ thấy sau đó trong các phần sau nhé, trong các bài tập sau đấy. Với stack thì nó đơn giản hơn, nhưng mà đến bài hôm sau là sang mô hình là gì, là hàng đợi, là có thể là nó phức tạp rồi đấy, nó không đơn giản như mà chúng ta đã biết đâu. Rồi thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn chúng ta đặt một số mẫu, một số các cái phương án cụ thể, cách đặt cụ thể của stack trên Python nhé. Trên Python mà nói thì nói chung là người ta, tôi thấy nhìn thấy là nó thường thường có hai cách, cài đặt stack trên Python nhé. Và cái này đúng với mọi cái ngôn ngữ khác chứ không phải trên Python đâu. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng list hay là mảng, dùng cái list để chúng ta mô phỏng cái về ngân xếp. Thì đây là cái cách dùng rất là hay dùng và đơn giản rất là hay, đơn giản nhất và chính xác nhất. Nhưng cách thứ hai cũng rất là hay là chúng ta không sử dụng list, mà chúng ta sẽ sử dụng gì, chúng ta sẽ sử dụng là link list. Tức là sẽ liên kết nhé. Đó. Thì hôm nay tôi cùng các bạn, chúng ta sẽ làm thử cả hai phương án, cả phương án này sẽ như thế nào nhé. Để thấy như vậy là chúng ta đây là có rất nhiều cách để cài đặt một cái mô hình stack trên Python. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái phương án đầu tiên nhé, là chúng ta sử dụng list. Thì với list thì cũng có nhiều cách lắm, nhưng mà cách đơn giản nhất là cách sau. Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng, tôi sẽ mô tả luôn nhé. Cách đơn giản là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cách đơn giản nhất sử dụng list là như sau. Cách thứ nhất này, sử dụng list đơn giản nhất nhé. Thế như sau này tôi cũng nhận nhanh này, một cái stack rỗng này là cái gì? Một stack rỗng chúng ta làm như sau, thì nó chính là một cái list rỗng, là chính là s bằng người, chính là s bằng cái này thôi, đấy là stack rỗng, đúng không nào? Để kiểm tra xem là stack rỗng, để tạo stack rỗng nhé, hay là kiểm tra s rỗng hay không? Chính là cái hàm mà is empty stack ấy. Thì như sau, thì là s rỗng nhé, khi và chỉ khi là cái len của s bằng 0. Đơn giản như vậy nhé. Đây gọi là một nhỏ đi, đây là hai nhỏ đi, bia ba nhỏ là cái lệnh gì, là cái lệnh push x đưa vào s. Thì lệnh giao chỉ này chính là s append, chúng ta đã biết rồi, append x, lệnh là đưa phần tử x vào bên phải và cuối của cái dãy s, vì s ra là một list mà. Thì đối với list là như này nhé, đây là s, đây là một cái list này, nhé, đây là đầu của list này, đây là cuối của list này. Thì cái chỗ này này, phần tử này chính là phần tử top của, đây chính là top của top của ngăn xếp. Còn đây là đáy này, đây là bottom này. Đấy, là chú ý. Lệnh append là lệnh này, chỉ lệnh push. Còn lệnh thứ tư là lệnh pop, lệnh xóa phần tử ở đỉnh của s gì và trả về s gì. Đó chính là lệnh gì? Chính lệnh là s pop. Chính là phương thức pop mà chúng ta đã biết với s gì. Một cái lệnh khác cuối cùng là cái lệnh mà lấy ra phần tử đầu của s không xóa đi. Đây chính là cái lệnh gì? Đây chính là cái lệnh là chính là phần tử gì? Chính là trả lời phần tử là s, và đây là cái độ phần tử cuối cùng, phần tử này này, chính là s chỉ một. Nhanh. Như vậy đây là chính là cái đây chính là cái các cái thao tác mà sử dụng list là đơn giản nhất. Bây giờ tôi sẽ mô tả nhé. Tôi sẽ mô tả trên chương trình rất nhanh thôi để các bạn, và cái chương trình này là có trong cuốn sách sách chuyên đề không có tính của tin 12, mà tôi mới viết lại cho chúng ta hình dung nhé. Bây giờ tôi sẽ lập trình trên chương trình cái này, chỉ nhanh thôi để chúng ta thấy hình dung nhé. Đợi tôi một chút, đây, con trỏ đâu nhỉ, tự nhiên mất con trỏ.
mắt tôi bị hứng, mắt tôi thấy ấy. Nó ở đâu rồi nhỉ? Đây. Rồi, đây chính là cái mà nên đây chính là đây này. Đây nhé, đó. Thì nó đặt tên là stack list thì cho dễ nhé. Đó, thì đây là tôi viết cái này là... thiết lập stack bằng list đơn giản nhất nhé, đơn giản. Làm như sau, tôi làm như sau, đây tôi viết nhanh nhé, tôi không làm rồi tôi viết lại nhanh nhé. Đấy nhé, mô tả những cái hàm thôi. Đầu tiên là cái hàm mà tạo stack rộng đấy, hàm cái này đấy, tạo một concept rộng. Thực ra là dùng, chúng ta dùng lệnh là return. Return này. Đấy, thì thôi nhé. Hàm thứ hai là hàm mà kiểm tra xem là stack là rỗi không. Chúng ta cái hàm là is stack. Is empty. Yeah. Thì cái hàm này là cái hàm mà hàm tính, chỉ là viết thêm cái hàm là hàm tính chiều dài trước đã nhé. Def này. Length. Yes. Hàm này là return. Chỉ là len thôi, chỉ là cái hàm len mà các bạn biết. Hàm len vì S là S nó chính là một cái list, cho nên là cái hàm len của Python đấy. Nó chỉ trả về chính giá trị của nó chính là cái length, cái hàm len của chúng ta. Yeah. Thế cái này nó trả về như sau, cho nên nó sẽ return. Return là len của hay là len dùng hàm len đấy. Len S. Nếu mà len của S bằng 0 thì tương đương với là nó là rỗng. Đấy, cái hàm này. Thì tất cả các hàm này đều có thể chạy là O lớn 1 hết nhé. Rất nhanh nhé. Bây giờ là sao mà cho ta kiểm tra những cái hàm phức tạp hơn nhé. Đầu tiên là cái hàm mà thao tác là push. Đấy, cái hàm như này. Push S. Đưa x vào đầu và đỉnh của s, đỉnh của s lên nó là phải từ cuối, nó chính là cái làm là s. Đấy, rất đơn giản như vậy, không có điều kiện gì cả nhé. Tiếp theo là cái hàm là pop s, cái hàm mà lấy ra phần tử s, phần tử đầu của s, đỉnh của s, và nó xóa từ đi và trả về phần tử đó. Theo này làm như sau này, chúng ta phải kiểm tra nếu S là rỗng thì mới lấy được, S không rỗng thì S rỗng thì chịu. Thì như vậy chúng ta kiểm tra là nếu mà is stack empty, nếu mà S rỗng thì không lấy được, và lúc này chúng ta phải tạo ra một cái lỗi ngoại lệ. Chúng ta dùng cái hàm là raise lỗi ngoại lệ, là chúng ta dùng cái hàm là runtime error nhé. Này runtime error đó. Và khi chúng ta gọi cái hàm pop mà nó là rỗng thì nó sẽ báo là ngăn xếp rỗng. Được chưa? Còn ngược lại, nếu mà không rỗng thì chúng ta mới lấy được. Thì chúng ta đơn giản chính là cái hàm return yes, pop. Cái phương thức pop rất quan trọng mà ta đã biết nhé, đối với như vậy là ở trong Python thì nó có sẵn cái phương thức pop dùng để chính cho cái hàm pop. Như vậy nó rất đơn giản, nó chính là cái pop đây, nó chính là cái dùng cho cái việc là thao tác cơ bản của ngăn xếp nhé. Tiếp theo cùng là cái hàm mà top. Hàm này cũng vậy, chúng ta phải kiểm tra nếu mà rỗng thì chúng ta sẽ trả về lỗi ngoại lệ ngay nhé. Đấy, ngoại lệ ngay. Còn nếu không thì chúng ta trả về cái từ đầu tiên ở bên trái, tức là chúng ta return. Yes. Thì đây là trên đây chúng ta, đây là toàn bộ tất cả những cái hàm cơ bản mô tả các thao tác cơ bản
đối với ngân xếp, và như vậy đây đó tạo ra được một cái chúng ta kiểm tra tất cả các hàng này đều là độ có thời gian là O lớn một hết nhé, thời gian là hữu hạn hết, hàm pop hữu hạn, hàm top hữu hạn, hàm push hữu hạn hết. Cái là hàm cái phương thức ở bên này là mất O lớn một thời gian nhé. Cái export được cũng là O lớn một thời gian, như vậy tất cả cái này là O lớn một. Chưa là cái làm này là thỏa mãn hoàn toàn cái mô hình chuẩn của cái ngăn xếp. Thì gọi thấy như vậy là đối với ngăn xếp ấy, thì cái mô hình dùng list là rất đơn giản, cho nên là trên thực tế mà nói thì thậm chí người ta thực tế thì thậm chí người ta là không dùng thực tế nhé. Khi các bạn thực tế, các bạn làm bài tập, các bạn làm việc với thực tế thì chúng ta có được thực tế này, thì có thể dùng cái chương trình trên mà tôi đã vừa mới đưa cho các bạn xem ấy. Chương trình nó gọi là stack gạch ngang list chấm p như này. Coi như ta hiểu đây là một cái thư viện chúng ta có thể dùng. Chúng ta có thể tạo ra cái thư viện này, ta có copy ở đâu cũng được, mà chúng ta sẽ dùng họ mọi nơi mọi chỗ. Hoặc cách thứ hai là chúng ta không cần dùng cái này. Chúng ta sẽ sử dụng thực tế một cái list bình thường thôi để thay cho stack là ngon lành nhé. Chúng ta nhớ rằng là để dùng lệnh push thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh append nhé, cho nó dễ. Có lệnh pop nó chính là pop rồi, nó chính là pop. Có lệnh top thì nó chính là cái s trừ một. Chúng ta nhớ lại cái này thôi, nó rất đơn giản, được chưa? Đó thì chúng ta chú ý ngoài cái. Nhưng mà tới đây thì có thể, nếu mà về lý mà nói thì ở trong như vậy cái phần mà trong cuốn sách chuyên đề thì tới đây là coi như kết thúc cái phần mô tả về ngăn xếp. Mà tôi muốn mình thì muốn lớp chúng ta thì muốn nó thêm một chút nữa để chúng ta cứ muốn chúng ta cũng muốn là dùng cách nhiều hơn, nhưng mà tôi muốn nó thêm một chút nữa. Như vậy là chúng ta chú ý này, vừa rồi chúng ta chỉ mô tả bằng cái này thôi, chúng ta chưa được ở chỗ này, đúng không? Chúng ta chưa mô tả được S, nó là một cái đối tượng, cái ông sách mà nó có cái phương thức như này, không làm được. Hay việc có cách nào không để chúng ta mô tả một cái chương trình mà nó vừa thỏa mãn, nó vừa tạo được, vừa thỏa mãn được cái này, nó vừa là đúng cái này, vừa đúng cái này nữa, làm được không? Thì vừa tôi xin phép được trình bày các thầy cô Google nhé, thì chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một cái mô hình thứ hai. Mô hình thứ hai này là theo tôi là mô hình mà chúng ta còn là chuẩn hơn đi. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế nhanh, cũng nhanh thôi vì đơn giản. Chúng ta thiết kế một cái mô hình cấu trúc dữ liệu ngăn xếp chuẩn đi. Ngăn xếp chuẩn. Sử dụng list, được chưa? Và có đủ tất cả các cái hàm và phương thức nữa để chúng ta dùng bất cứ lúc nào, tùy chúng ta thích phương thức thì dùng phương thức, thích hàm thì dùng hàm, tùy chúng ta. Thực tế chúng ta rất rất đa dạng mà, thoải mái. Thiếu thiết kế được không? Thì hoàn toàn thiết kế được, vì chúng ta cùng nhau thiết kế cái đó nhé. Và cái này chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc là chúng ta sẽ phải lập trình hướng đối tượng, chúng ta tạo ra một class mới rồi tạo ra. Thì chúng ta mới là như sau nhé. Tức là như sau, rất đơn giản thôi, vì chúng ta chú ý. Chúng ta sẽ thiết kế như sau. Chúng ta sẽ thiết kế một cái cấu trúc, một cái lớp mà nó là như sau. Cái bộ dữ liệu stack của chúng ta đấy, đối tượng stack chúng ta nó sẽ có hai đối tượng. Một là một cái list, thấy chưa? Một list. Thì tôi kiểu này là kiểu này là item. Và cái thứ hai là chúng ta cần một cái biến để mô tả cái vị trí này, chỉ số của cái phần tử đầu tiên, là phần tử cuối cùng của list, hay là cái phần tử gì, hay là cái phần tử đỉnh của ngăn xếp. Thì để thực hiện là kiểu là tops e
DX các bạn chú ý nhé, kiểu tôi hay dùng nhé. Cái top này là cái top này chính là cái đỉnh, còn cái IDX là tắt của từ index, hiểu nôm na cái này nó là index of top nhé. Vậy ta đã có hai cái biến, một là item là tiếng Anh là các phần tử thôi, còn đây là top IDX, đây là cái list các cái phần tử của stack, còn đây là chỉ số của phần tử top, được chưa, top của stack. Và như vậy chúng ta sẽ định nghĩa một đối tượng stack gồm có hai thuộc tính, một là item và hai là top. Đấy. Khi đó chúng ta làm như sau, rất đơn giản thôi, rất dễ, chúng ta cùng nhau làm. Ta định nghĩa như sau nhé, chúng ta sẽ định nghĩa cấu trúc như sau, là cái chúng ta viết là class này, tạo ra một cái lớp mới này, đặt tên là stack luôn, chính xác luôn nhé, stack này. Đấy, chúng ta hai chấm này, và chúng ta định nghĩa hai cái, chúng ta sẽ định nghĩa def init của chúng ta này, nó sẽ đây là tạo ra một cái đối tượng stack là rỗng này, thì như sau này cũng có hai cái, một là cái self.item đây, nó bằng một ngăn xếp rỗng, đây là một cái list rỗng, và lệnh thứ hai là trường hợp self.top idx là tại bằng -1 nhé, -1 thì nó là ở nơi bên này. Đấy. Như vậy là suy ra là đây là đối tượng nhé. Như vậy là chúng ta thấy là cái như vậy đây cho chú ý là như vậy cái ngăn xếp rỗng cái s chỉ là rỗng nhé, khi và chỉ khi cái top idx bằng -1 là cái này đặt trên -1, đặt bằng khi nó bằng 0 thì nó là có một phần tử bằng hai có hai phần tử, bằng khi nó bằng ghi cái này bằng 1 thì nó có hai phần tử. Như vậy tổng quát vào nó thì từ đây suy ra thì số phần tử của cái ngăn xếp này sẽ bằng là cái top idx cộng 1 nhé. Rồi chúng ta cùng nhau viết luôn nhé, rất đơn giản thôi, chúng ta cùng nhau, các bạn nhớ cái hình này nhé, và chúng ta cùng nhau bây giờ tôi tạo ra một cái tệp mới nhé. Đó, và tôi ghi cái tệp này tôi muốn ở đây chúng ta sẽ thiết kế một cái mô hình thiết kế cái cấu trúc ngăn xếp chính xác hoàn chỉnh, và tôi muốn cái file này các bạn sẽ dùng nó ở khắp mọi nơi, và chúng ta sẽ copy ở bất cứ ở đâu đó chúng ta dùng nó nhé. Đó, mình ghi ở đây nhé, mình tôi lưu ra này, lưu ở đâu thì tôi tìm cái vị trí của nó nằm ở trong cái chỗ nào, tôi đấy là chỗ nào, không phải lớp chúng ta là cái lớp bài 3 đó, cái tệp này sẽ là tệp là stack. Như vậy tệp chúng ta nó là stack.py nhé, stack.py. Được rồi, mình tôi làm nhanh như các bạn nhé, các bạn cùng với tôi làm, các bạn có thể viết ra giấy được, sẽ gọi về nhà các bạn làm nhé. Rồi tôi viết này, tôi mô tả luôn chính xác luôn. Trong bài này tôi sẽ mô tả đồng thời cả cái mô hình hàm số và mô hình phương thức luôn, nhưng mà chúng ta có thể dùng nó bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà dùng, có thể dùng vừa hoặc là phương thức, dùng hàm số, tùy các bạn làm thì tùy các bạn. Nhưng mà đây là cái mô hình, tôi thiết kế một cái mô hình chuẩn đầu tiên của cái mô hình ngăn xếp nhé. Với lại này stack này, được chưa, df này, init này, được chưa. Rồi self chấm này, đầu tiên là cái item, rất quan trọng nhé, item đây. Đây là lệnh để tạo ra một căn xếp rỗng như thế này, self top, bạn cẩn thận nhé, top này idx đây, bằng -1, được chưa. Thế thì chúng ta sẽ thiết lập ở đây, ở chỗ này này, ở khu vực đây thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ tạo ra những cái phương thức, còn ở bên ngoài này chúng ta sẽ tạo ra các cái hàm, tôi mô tả cái hàm trước, hàm
cảm giác chúng ta vẫn mô tả hàm, nó cảm giác nó dễ hơn là mô tả bằng bằng phương thức. Thì tôi sẽ mô tả hàm trước, sau đó tôi sẽ quay lại mô tả phương thức, cái nào cũng được nhé. Đầu tiên chúng ta mô tả những cái hàm dễ trước, cái hàm mà kiểm tra xem là rỗng hay không này, hay là cái hàm tính độ dài của cái stack đó nhé. Đầu tiên, hàm đầu tiên này, len đầu tiên nhé, len của s đấy, cái hàm đặc hàm thì nó dễ làm trước, chính là return, nó chính là return cái gì, chính là return cái gì, return cái len của s chấm item. Hiểu không nào? Vì ta chú ý nhé, đấy, len của nó nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mô tả hàm thứ hai, tôi muốn tôi viết lên cho nó dễ nhé. Hàm thứ hai là hàm kiểm tra này, is stack này empty này, kiểm tra xem s thì nó là rỗng hay là không. Thì nó rỗng khi chỉ khi hoặc là len nó bằng không, hoặc là cái phần tử top index bằng chỉ một, cái nào cũng được nhé. Tùy chúng ta nhé. Chúng ta làm như sao? Chúng ta làm như sao? Chúng ta return nó rỗng khi chỉ khi là cái hàm len, hàm len được mô tả rồi nhé. S không, hàm thứ hai nhé. Cái này cho đẹp, thế là viết liền nhau cũng được. Đấy, hai hàm rất quan trọng. Hàm tiếp theo là tôi sẽ mô tả là hàm tiếp theo là cái hàm push. Push s x. Hàm này các bạn chú ý nhé. Chúng ta sẽ bổ sung vào cuối và đỉnh của cuối của dãy s hay là vào top của s của phần tử. Sau đó chúng ta phải tăng cái top này, cái chỉ số top lên 1, vì top nó chỉ vào cái chỉ số của phần tử cuối mà. Cái làm như sau nhé. Chúng ta sẽ hai là tầm này chấm này open x, như vậy chúng ta dùng định open nhé. Bổ sung x vào cuối của dãy s, hay là cuối dãy s chính là đầu của cái xếp s. Sau đó chúng ta sẽ tăng cái s top idx bằng s top idx cộng 1. Ta nhớ nhé, rất quan trọng, chúng ta phải tăng cái nó lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm, và tiếp theo cái phần quan trọng nhất là def, cái lệnh pop nhỉ, pop s. Thì là chúng ta kiểm tra nếu mà nó mà rỗng như sao, if is stack empty đó. Nếu mà nó là rỗng ấy thì chúng ta phải làm sao, chúng ta phải raise nhé, raise runtime error. Ở đây ta biết là ngăn xếp rỗng nhé, ngăn xếp rỗng đó. Còn ngược lại nếu không rỗng thì chúng ta sẽ phải làm sao, chúng ta sẽ phải làm như thế này, chúng ta sẽ phải lấy ra cái phần tử là cuối, nó chính là chúng ta lấy chính là cái này, chúng ta lấy cái lệnh s chấm này item này, và đây chính là lệnh pop, lấy ra xóa đi phần tử cuối của cái dãy s gì, của cái list dẫn, và trả về nó chính là x gì. Sau đó chúng ta phải gì, chúng ta phải giảm cái ấy đi, giảm cái top idx s, cẩn thận cho nó dễ nhé, top này idx trừ 1 đó. Chúng ta nhé. Sau đó chúng ta sẽ return x này, trả về cái hàm này, cái hàm pop nó mà trả về cái phần tử là phần tử đỉnh của con xếp đó nhé. Chúng ta gọi cái hàm x ở đây, và chúng ta sẽ phải làm cái này trừ đi 1, và chúng ta sẽ return là x. Hàm cuối cùng là cái hàm này, hàm cuối cùng là cái hàm top s, thấy chưa? Và cũng như vậy kiểm tra này, chúng ta có thể copy cái này vào, copy cái này đó. Và ở đây chúng ta sẽ trả về cái phần tử, phần tử là gì, cái phần tử là phần tử cuối cùng, mình trả về phần tử đó thôi nhé. Như thế này chúng ta sẽ return
Bình thường là S chừng 200. Ở đây hoặc số học là viết trừ 1 cũng được, hoặc là viết là S chấm top cho nên thì nó thì dễ, cho nên cảm giác là nó hay hơn đúng không? Đó. Đấy, được chưa? Như vậy đây là cái hàm top, đây là hàm top. Mà là như vậy, đây là hàm top này. Và tất cả cái hàm này đều là O lớn 1 hết nhé. Đấy, đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang mô tả các cái phương thức. Phương thức thì mô tả ngay ở đây nhé, ngay ở đây. Đó, bây giờ chúng ta ở đây chúng ta các bạn cứ viết cho nhanh nhé. Xong hết rồi hết chưa? Thì tôi sẽ quay sang viết tiếp đây. Tôi viết lại phần này thôi. Các bạn có thể copy lại tôi vào phần này cũng được, tôi viết lại cho nhanh nhé. Như vậy đầu tiên này. Hàm len này thì chúng ta mô tả cái hàm len là như này. Hàm len, và ở đây nó không phải, đây là cell. Khi chúng ta mô tả một cái hàm mà nằm bên trong cái phương thức ấy, nằm ở bên trong lòng cái mô tả cái phương thức của một cái đối tượng ấy, của một cái lớp ấy, của một cái class, thì chúng ta thay thế bằng cái đối tượng đó bằng cái cell. Chú ý nhé. Và đây chính là chúng ta chỉ copy ở phía dưới thôi. Return cái gì? Return là len của s gì, ở chỗ này là s gì, thì chúng ta dùng cái gì ở đây này? Chúng ta dùng là đây là self chấm hai tập chưa. Tiếp theo chúng ta dùng cái hàm mô tả cái hàm tiếp theo là hàm là is start, không phải chỉ em một tí thôi. Khi chúng ta mô tả một phương thức ấy, thì nó không cần thiết phải sống tên nó là biến nằm bên trong phương thức, chúng ta chỉ dùng empty cho nó nhanh nhé. Đó, empty cell, không nhất thiết phải dùng cái hàm tên dài là stack empty nữa. Vì cái này vì sao viết dài như này, vì cái hàm này sau này sẽ dùng chung với cái dùng chung trong trường, chúng ta sẽ dùng chung với hàm đợi, dùng chung cái khác nữa thì nó có thể, nó nếu biết là empty không thôi thì nó sẽ trùng lẫn các cái phức hàm khác. Đấy, nhưng phải để viết dài như này cho nó khỏi lẫn. Còn khi chúng ta mô tả bằng phương thức ý, thì chúng ta vô tư thì nó ngắn được. Thì đối với hàm này chỉ là return cái này thôi. Đó, nhé. Thì ở đây chúng ta làm sao chúng ta return như này? Chúng ta return. Return cái gì? Cái hàm len như này. Hàm len là chính là gì? Chính là self. Self length. Nhớ lại là bạn này ghi như length như này. À, bằng không. Đó là các chúng ta viết nhé. Đấy. Hàm thì là hàm thì là len s, còn khi mô tả bằng phương thức thì là s chấm len như này. Đó. Được chưa? Hàm tiếp theo, hàm thứ ba là chúng ta mô tả cái hàm là hàm push nhé. Đây là gì? Đây là push self x. Được chưa? Hàm push đây nó có hai lệnh này, vì tôi để copy lên cho dễ nhé, để copy lên cho dễ đỡ phải viết lại. Đây hàm push ở đây nhé, đây để copy đây. Đây nó không phải là s gì, mà đây chưa sửa thành là self, đã sửa một tí thôi. Đấy, được chưa? Self, và đây sửa s bằng self. Là cách viết, chúng ta nhớ cách viết đối với cái phương thức nhé. Rồi miền tiếp theo sang hai cái cuối cùng là pop và top, hai cái là khó hơn cả, đừng vào các phần kiểm tra. Đó. Thì là top là như này nhé, đây tôi viết đây nhé, def top sửa pop chứ. Pop self. Đấy, đây. Được chưa? Đi kiểm tra này, if self, đấy, empty, đấy, nó rất nhanh là cái này thôi, empty như này, đấy. Thì sao? Thì raise runtime error, ngăn xếp rộng, được chưa? Else,
L thì sao? L thì đây, L thì chúng ta sẽ phải trả về như này thì cái hàm pop như này đấy, thì chúng ta cứ bê tôi để copy cái này này đấy, copy này nhé. L tôi sẽ làm như sau. X đấy, cái này không phải là S gì mà chúng ta sửa thành self đấy. Còn ở đây thì chúng ta sửa thành là gì, self. Và ở đây sửa thành self đấy. Cẩn thận nhé đấy. Chúng ta là đây cái hàm này, cái hàm này là xóa đi phần tử ở đầu của S hay là cuối của dãy S, và lệnh pop này nó trả về phần tử đó. Mà trước khi chúng ta đi thân X, chúng ta phải giảm cái top này đi, giảm cái chỉ số top này đi 1, đi 1, thấy chưa? Rồi cái hàm cuối cùng là cái hàm này, hàm cuối cùng là cái hàm này là cái hàm def top. Nó bị không chi không không thẳng hàng. Rồi cần thẳng hàng nhé, top nhé, self. Biết copy cái chữ này xuống chứ đỡ phải viết lại. Đấy. Và đây là return gì? Return như sau. Return là self chấm nhé, chấm là item, item. Và cái bên trong này thì dùng chính cái self này, chấm top index. Xong. Thì đây như vậy là tôi vừa mới đến cái này nhé. Mà tới đây chúng ta thấy tôi vừa mới viết xong được một cái chương trình hoàn chỉnh mô tả cái cấu trúc dữ liệu stack nhé, ngăn xếp mà đầy đủ. Ở trên này đây là phần mô tả lớp này, lớp ở đây nhé. Còn từ đây xuống dưới này là mô tả các cái phương thức. Đấy, chúng ta thấy là các phương thức chính nhé. Gồm có length là 1, empty là 2, push là 3, pop và top. Còn đây là các cái hàm, vẫn là length, chỉ khác nhau cái lệnh empty thôi, là isTag empty nhé, vẫn là push, pop và top. Mà đây là phía dưới này là các cái hàm, trên này là phương thức. Và bây giờ chúng ta có thể với cái thư viện này chúng ta có thể dùng bất cứ đâu, và chúng ta có thể dùng là hoặc là phương thức hoặc là hàm, tùy các bạn. Mà đây là cái hàm chuẩn. Và cái hàm này, cái chương trình này là thỏa mãn hoàn toàn tất cả các cái yêu cầu đặt ra cho cái mỗi lý thuyết của nó. Thì đây là một cái cài đặt là chính xác hoàn toàn, được chưa? Đấy, các bạn chú ý nhé. Như vậy tôi vừa trình bày xong cái phần này, bây giờ chúng ta vẫn có thêm, tôi vẫn muốn có thêm một chút nữa để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là ở đây với cái mô hình này này là chúng ta thiết kế một cái mô hình, chúng ta vừa thiết kế xong một cái mô hình hoàn chỉnh. Đấy, hoàn chỉnh. Thế bây giờ vậy mà tôi đặt ra tôi có thể thiết kế thêm được không? Đấy, thì rất là may, rất hoàn toàn có thể được nhé. Tôi có thể hoàn toàn vì tôi thiết kế ra một cái mô hình khác. Tôi thiết kế một cái mô hình là có thể hay không là sử dụng mà sách liên kết có được không? Link list có được không? Như vậy tôi sang cái vấn đề số 3 là tôi sẽ cùng các bạn chúng ta thiết kế cái này, thay đổi rất quan trọng nhé, thiết kế cái mô hình stack hoàn chỉnh nhưng không sử dụng list, mà sử dụng cái gì, sử dụng là link list hay là sách liên kết nhé. Và chúng ta dùng một cái mô hình liên kết đơn giản nhất thôi, là mô hình là danh sách liên kết đơn. Chúng ta sử dụng là cái danh sách liên kết đơn. Liên kết đơn. Rất đơn giản. Được chưa? Danh sách liên kết đơn nhé. Là cái gì? Là danh sách liên kết đơn như sau, là nó cũng là nó gồm có mỗi kiểu tất nhiên cùng một dãy các cái phần tử gồm có hai cái trường, một cái trường là trường next chỉ sang phần tử tiếp theo, trường next phần tử cô của nó sẽ là chỉ sang gì, nó sẽ chỉ sang là null. Và một cái hết, một cái đầu của sách liên kết nó sẽ chỉ vào phần tử đầu tiên đó, được chưa? Thì với sách này thì
chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ ngược lại so với list. Cái phần này này, phần này là tôi sẽ đặt tên nó chính là phần top. Phần top đỉnh của cái đỉnh của concept. Đây là đáy, đây là đáy. Đấy. Được chưa? Thì cái lệnh nhà đối với lệnh dành cho lệnh push. Lệnh push SX là chúng ta bổ sung cái SX này này vào đầu của concept. Như vậy là đây là bổ sung. Bổ sung nút khóa X vào đầu, vào đầu ngăn xếp. Còn lệnh thứ hai là lệnh pop. Lệnh pop X là chúng ta là xóa đi, xóa đi cái phần thử đầu, phần thử đầu, phần thử đầu này nhé, đầu của ngăn xếp và trả về, và trả về khóa của phần thử này. Đó. Được chưa? Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái mô hình như vậy. Thì là chúng ta làm lần nữa nhé. Chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ thiết kế như sau nhé. Về cái lớp dữ liệu sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ mô tả cấu trúc này. Bây giờ tôi sẽ mô tả cấu trúc này của ngăn xếp mới nhé. Vì nó dùng cái mô hình là sách liên kết, chúng tôi sẽ phải mô tả y hệt như là đối với sách liên kết nhé. Thì là như sau này, chúng ta sẽ dùng hai cái cấu trúc. Một là cấu trúc là như sau. Đầu tiên là chúng ta thiết lập cái class của chúng ta là các cái nốt. Đây là cái cấu trúc nốt nhé, nốt là chính là các cái nút ấy. Cái nút này là các cái nút của cái dùng để lưu trữ các phần tử của concept nhé. Thì chúng ta làm như sau. Để chúng ta chú ý lại, nhớ lại một chút nhé, lại init nhé, chef key thì là cái khóa, là cái giá trị số hay là phần tử là của dữ liệu của cái các phần tử của concept. Thì cái này nó gồm có hai cái thuộc tính. Một là key, chỉ là giá trị phần tử. Còn cái phần tử key thứ hai là cái next, con trỏ chỉ sang phần tử tiếp theo. Đấy. Đây chính là cái cấu trúc nốt bình thường để mô tả cái các phần tử của ngăn xếp. Cấu trúc thứ hai là cấu trúc của bản thân ngăn xếp. Thì ngăn xếp đó nó chính là cấu trúc là dây liên kết. Thì sẽ làm như sau. Cấu trúc thứ hai là như thế này, là chúng ta mô tả cái class chính là stack. Được chưa? Đấy, thì stack này nó gồm có như sau. Tôi sẽ viết lại như sau: def init. Được chưa? Đây là mô tả tạo ra một concept rỗng thì như sau. Thì đối với concept chúng ta làm như sau. Chúng ta concept rỗng gồm có hai tham số. Một tham số là kiểu là top đi. Tôi thay thế cái từ hết đấy, từ top. Vậy top là đây, hiểu top đây là chính là cái con trỏ vào từ đầu tiên của concept. Thì mình định nó sẽ là none. Và tôi lưu trữ một cái biến thứ hai rất quan trọng. Biến thứ hai này tôi luôn lưu trữ cái chiều dài của concept đó. Để làm sao tôi phải lưu trữ cái biến như vậy nữa để bảo đảm gì khi mà chúng ta đặt tên là len đi. Thì khi chúng ta bổ sung các phần tử hay là xóa phần tử của các xếp, chúng ta cập nhật ngay cái hàm len này vào, cái giá trị, cái thuộc tính len này vào, để làm sao cho cái việc tính cái độ dài len luôn là rất là nhanh, để cho cái hàm len chúng ta bảo đảm nó có độ phức tạp thời gian là O lớn 1. Chỉ cần nhưng mà chúng ta tạo ra cái lớp này nhé, cái lớp class này, stack này, là nó gồm có hai tham số. Một là top, đây chính là cái head cũ nhé, cái head của cái linked list nhé. Thay một từ top cho nó dễ. Còn len để mà tính nhanh chiều dài ngăn xếp. Được chưa? Đó.
Thế như vậy chúng ta như vậy chúng ta đã như vậy về từ thiết kế nhanh nhé, như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cấu trúc như sau. Bản thân ngăn xếp nó là một dãy các cái nút, các phần tử hai giá trị đầu chính là phần tử nhé, như 2 này, 3 này, 4 này, đây là 10 chẳng hạn. Và phần tử thứ hai là giá trị thứ hai là con trỏ next, chỉ sang phần tử tiếp theo. Next đây, phần tử tiếp theo đây là để trở về nun nhé, nan nhé. Và cái phần đầu của nó stack gồm có hai cái thuộc tính là hai con trỏ, một là con trỏ top. Top là con trỏ trỏ vào phần tử đầu tiên. Và cái thứ hai là cái thuộc tính len. Đấy, đến tính chiều dài, đây là hai tham số nhé. Đấy. Thì đây chính là cái phần này, cái này này, đây chính là chính là stack. Được chưa? Và bây giờ thì quan trọng là cái hàm push là hàm chỉ làm chèn một cái tạo bổ sung một phần tử vào đầu của ngăn xếp, thì vào đầu ngăn xếp chính là vào đầu của linked list, thì ra biết cách làm rất là dễ dàng. Và cái thứ hai là cái hàm pop là cũng lấy ra phần tử đầu tiên này. Đấy rồi, bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn nhé. Tôi sẽ mô tả trên giấy thôi. Trên giấy thì tôi không mô tả trên máy tính, nhưng các bạn ở nhà các bạn làm, nhưng mà tôi mô tả lại này. Vì tôi sẽ mô tả lại, tôi sẽ lập trình lại bằng trên giấy trên máy tính thì chúng ta tôi vừa trình bày tôi vừa lý luận luôn cho dễ nhé. Rồi bây giờ làm như sau, bây giờ tôi sẽ mô tả các cái hàm trước nhé, mô tả các cái hàm chính này. Nhưng còn thời gian chúng ta sẽ mô tả các cái phương thức, nếu không thì chúng ta qua phần bài tập về nhà nhé. Rồi bây giờ đầu tiên này, chúng ta cần cái hàm đầu tiên là cái hàm len trước nhé. Vì chúng ta làm như sau, rất đơn giản thôi. Đây s là một cái âm đây, trên cái hàm như sau này, tôi viết f này, len của s đấy. Thì hàm này là gì, chúng ta đi hơn luôn, nó chính là cái biến len, return là s chấm len, thấy chưa? Đó. Vì len là gì? Vì chúng ta nhớ lại là s của chúng ta làm cấu trúc nó có hai phần tử. Phần tử thứ nhất là top, là con trỏ chiều phần tử đầu tiên của cái sách liên kết, và hai là cái biến len để là cái biến để mô tả cái chiều dài của concept. Và đây là một cái biến rồi, cho nên là cái hàm này nó có cái hàm này là nó gì, là hàm này nó có cái độ phức tạp thời gian là đấy, nó có thời gian chạy, là cái thời gian chạy nhé, thời gian chạy của hàm này là on là một, chính xác luôn đấy. Còn bình thường nếu mà không có cái biến len này thì chúng ta sẽ phải dùng cái vòng lặp chạy đầu đến cuối đếm số lượng của phần tử của một cái linked list, và cái hàm đó nếu có cái chương trình đó nếu có thì nó có độ phức tạp thời gian là on lớn n cơ. Không đúng, nhưng đây tôi phải đưa vào cái biến len này là vì như vậy. Rồi cái thứ hai nhé, thì hàm thứ hai là hàm def là is stack empty s. Thì game này chúng ta biết ngay là cái stack nó là rỗng khi chỉ khi là cái con trỏ top này nó bằng năm. Vậy chúng ta return luôn. Return là gì? Là s chấm top bằng rất đơn giản như vậy. Đó là cái hàm thứ hai nhé, cái hàm thứ hai, hàm thứ hai mình nó sang cái hàm thứ ba là cái push, cái này dễ hơn. Hàm thứ ba là cái hàm push x là một giá trị bất kỳ, được chưa? Và tôi muốn đưa vào phần tử đầu của đưa vào chèn vào đầu của s gì. Làm như sau này, các bạn chú ý nhé. Đây, thì chúng ta chú ý này, thì tôi phải vẽ ra nhé. Đây là cái S đang có đây. Được chưa? Bây giờ X gì đây nhé. Thì tôi biết không, tôi dùng K đi. K đi, K là dùng K hơn là X gì, K nhé. Thì làm như sau là đây là top này. Top tôi là cái biến con đang trỏ vào đây này. Đấy. Thì làm như sau này, tôi sẽ đặt x gì, đấy, x gì tôi đặt bằng là cái node
của K. Được chưa? X là cái nút mà có cái giác khóa bằng K. Tôi tạo ra một cái nút, tạo ra một cái nút X gì? Hai X gì? Được chưa? X gì đây? Đây là K này. Thì bằng đây khi tạo ra cái này thì con trỏ này là con trỏ đất thì nó đang trỏ Việt Nam. Được chưa? Mình muốn chạy vào đây là như sau này. Chúng ta sẽ con trỏ đất này tôi trỏ vào đây. Đấy, trỏ vào đây. Tức là trỏ vào cùng một cái top. Sau đó tôi trỏ cái top này vào đây. Đấy, chỉ có hai bước rất đơn giản. Thì cái thằng này là nó sẽ chèn vào đầu của cái dây liên kết này. Làm như sau nhé. Bước 1 thì viết là x next bằng s top. Đây chính là cái lệnh là gì? Là đẩy cái phần để con tròn đất này đã lên từ Việt Nam, tôi chuyển lên vào đây. Đấy. Chuyển vào đây là top đang ở đây mà. Lệnh thứ hai là tôi đặt là s top bằng x. Đây là cái lệnh là top đây tôi trỏ về x. Đây là x đấy nhé. Đó. Thì như vậy là sau lệnh này thì cái phần thử này nó nằm, nó sẽ chèn vào ở giữa top và phần thử đầu tiên. Vậy tôi chèn vào đầu của đỉnh của con chip chính xác. Sau đó tôi phải tăng cái biến len lên một đơn vị. Tôi đặt cái s len bằng s len cộng 1. Nếu chèn vào tôi tăng cái độ dài của cái s lên một đơn vị. Các bạn thấy rất là hay đúng không nào? Đó là push nhé. Bây giờ là lệnh thứ hai, là lệnh tiếp theo là cái lệnh để cho nhìn cho dễ. Lệnh thứ hai là lệnh pop nhé. Lệnh pop lệnh rất là hay. Lệnh pop là như sau. Này dev này pop s được chưa? Thì cái làm này là như sau. Tức là tôi làm như trước tiên, tôi kiểm tra xem là s là rộng hay không. Tôi phải kiểm tra là if nếu mà is stack mà empty đây. Nếu mà s mà là rộng thì chúng ta phải văng nó ra và chúng ta tạo ra một loại lệnh erase runtime error nhé. Và đây là ngăn xịt rỗng. Bây giờ ngược lại, nếu mà nó không rỗng thì chúng ta mới làm tiếp theo nhé. Nếu mà không rỗng thì chúng ta sẽ phải lấy ra, chúng ta phải xóa đi phần thử đầu tiên của cái ngăn xếp và chúng ta lấy nó ra. Ô, đã thử một chút, lỗi nào đó từ từ. Ô, tôi viết lại vậy nhỉ, chuyện này thì lỗi. Mà tôi không nhớ là cái lệnh mà là redo là gì, tôi quên mất rồi, tôi quên mà, viết lại nhé. Dev này nhé, pop định vị lại các bạn để tôi một chút nhé. S này đấy. Thì nếu như kiểm tra này if này, nếu mà is stack này empty s đấy. Thì tôi dùng lệnh là raise runtime error ngăn xếp rỗng nhé. Đó. Còn else thì sao? Đây ta kể lại nhé. Đây là đang là concept đây nhé. Đây là phần thử đầu tiên này, phần thử thứ hai này, phần thử thứ ba này, được chưa? Đây phần thử đầu tiên đây nhé. Đó. Đây là top này. Top đang chọn vào đây này. Rồi. Thì cái lệnh này là lấy ra cái này phải được lấy ra bên ngoài và xóa phần thử này đi. Thì cái làm như sau nhé. Đầu tiên chúng ta phải lấy ra cái phần tử là cái khóa của phần tử này đã. Tôi viết là k bằng phần tử này là chính là top chỉ vào chính là gì, chính là s top. Và đây là key, đây là cái khóa phần tử đầu tiên đây, là trên đây chính là phần tử x gì đấy nhé. Rồi bây giờ tiếp theo tôi muốn nó xóa là vì sao, tôi chỉ việc top này tôi trỏ nó vào đây. Đấy, là xóa, thế tôi sẽ xóa cái này đi. Làm như sau, tôi viết là s top bằng gì? Bằng chính cái phần tử này này.
và chính là gì, chính là S top next, được chưa? Thì S top next chính là con trỏ đây này, tôi gắn bằng chính cái này. Vậy sau lệnh này thì lại cái top này nên nó trỏ vào từ sau này, như phần này sẽ bị xóa đi, sau lệnh này sẽ bị xóa đi, nhưng cái X chỉ cái K nó sẽ được nhé. Và trước khi tôi đi thơn K, tôi sẽ phải làm chuyện là tôi phải giảm mất cái len lên một đơn vị. S len bằng S len trừ 1 để chấm nhé. Sau đó tôi return K. Đấy, thì đó là cái lệnh pop. Như vậy cái hay gì? Như vậy là đối với linked list mà là xét lên cái đơn ấy, thì cái việc mà chèn vào một cái nút đầu tiên vào cái ngăn sách liên kết hoặc là xóa đi một phần tử sách liên kết đầu tiên, nó đều là mất O lớn một thời gian thôi. Cho nên cả hai cái hàm này đều là O một hết nhé, đều là chuẩn hết, O một thời gian gọi là chuẩn. Rồi chúng ta sang tiếp cái phần cuối cùng, là hàm cuối cùng là cái hàm là hàm top. Hàm top nghe là cái hàm là def top s hai chấm nhá. Đây làm tương tự trên thôi, thì như này nhé. Đây top này thì chúng ta làm như sau. Chúng ta kiểm tra if is stack empty s. Nếu như này thì chúng ta là raise runtime error. Runtime error, hai chữ error nhé, ngăn xếp rộng, ngăn xếp rộng. Còn else tôi trả về cái phần tử đầu tiên thôi, mà không cần xóa gì cả, tôi chỉ cần return chữ khóa đầu tiên, return là s top key. Chỉ như vậy thôi, nó khá đơn giản đúng không nào. Đó thì chúng ta chú ý nhé. Như vậy tôi vừa mới viết xong cái hàm này. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ cần viết lại không nhỉ? Hay các bạn thì viết lấy nhé. Coi như mà tôi về nhà thì các bạn viết lại cái phần vụ listing này nhé. Nhưng mà listing này là một listing là chuẩn xác, mà cũng chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể viết được là vừa hàm là vừa phương thức. Như vậy mà tôi về nhà là có thể hoàn thiện nốt nhé phần này. Mời tôi về nhà nhé, để mời tôi về nhà. Mời tôi về nhà chỗ này nhé, là hoàn thiện những chương trình trên. Hoàn thiện chương trình trên. Các chương trình trên và bổ sung đầy đủ các phương thức. Phương thức đó, thì đó là rồi như vậy là chúng ta đã vừa mới hoàn thiện được một số những cái các cái đối tượng, các cách chúng ta cài đặt các cái ngăn xếp. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số các bài tập hay là một số các cái mô hình thêm nhé. Vậy chúng ta sẽ tôi có những bài tập đi, nhưng mà cũng chúng ta hình dung là như vậy. Với cái ngăn xếp này chúng ta có thể có thêm nhiều cách khác nữa nhé, chứ không phải là cái cách chúng ta đã làm. Để tôi xin mô tả đâu nhỉ, nó xuống được đường chút nhé, sao con trỏ nó biến đâu rồi, đây đúng không? Rồi bây giờ thực tế chúng ta tìm hiểu một cách khác nữa nhé. Đây vừa rồi là chúng ta tìm hiểu là xây dựng cái ngăn xếp trên mô hình một cái list, làm một cái mô hình mảng theo cái mô hình của Python. Nhưng mà các bạn nhớ rằng là ở trong một số ngôn ngữ khác ấy, trong Pascal và C, thì khái niệm mảng ấy của nó là luôn có độ dài là cố định, không thường như vậy. Thì bài tập tiếp theo là gì? Cái mô hình tiếp theo là chúng ta sẽ thiết kế, là mô hình thứ tư là thiết kế cái mô hình ngăn xếp
dựa trên một cái màn có độ dài cho trước, có độ dài cố định cho trước N chẳng hạn, N là khá lớn. Thì trong các cái câu chuyện như là C, Pascal thường là không có sẵn cái mô hình là mảng động, mà mảng của nó là mảng cố định. Thì đây là một cái bài toán rất là hay. Mình cho trước một cái mảng, cho trước N và một cái mảng cố định và một cái mảng T cố định, độ dài N nhé. Đấy. Chúng ta cần thiết lập một cái mô hình, cần thiết lập một cái mô hình concept dựa trên cái mảng T này. Cần thiết lập cái cấu trúc stack cũng tương đối hoàn chỉnh dựa trên cái mảng T này, được chưa? Rồi mình chúng ta cùng nhau làm nhanh cái bài này nhé. Tôi sẽ làm một phần và sau đó các bạn sẽ về nhà làm tiếp tục. Hôm nay chúng ta chỉ kịp mô tả mô hình thôi nhé. Còn phần stack này sẽ có rất nhiều bài tập ứng dụng. Thì tôi sẽ gộp cái bài tập ứng dụng của stack này vào cùng với bài tập của hàng đợi. Vì hàng đợi stack là hai cái mô hình rất hay dùng và nó liên quan đến nhau. Rất là hay và phần này có rất nhiều bài tập. Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập chung đó ở phần sau. Còn tôi sẽ mang theo trình bày riêng cái phần cấu trúc, thiết lập cấu trúc của stack trước nhé. Được rồi, chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế này. Cái này làm sao? Rồi, như sau nhé. Bây giờ như vậy như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế như vậy là cho trước gì? Đầu bài cho trước input của chúng ta là số N này và cái mảng T. Mảng T nó như này, mảng T nó thường cho trước là như này, nó là có dạng là một cái mảng gồm có là 5 nhân với N. Gồm có là N cái phần tử là kia là năn hết nhé. Đầu tiên bắt đầu năn hết, nó coi như đơn văn nó là một cái mảng là gồm chứa rác ấy, không thứ gì cả. Và chúng ta thiết kế một cái mô hình này, một cấu trúc dữ liệu stack dựa trên hai cái biến tổng thể này, N và T này nhé. Đó. Thì với cái hàng này, với cái mô hình này nó có thêm một số các hàm sau đây, thì tôi mô tả nhé. Đầu tiên mô tả cái lớp của nó đây. Thì cái lối sau là tôi sẽ mô tả như sau, cái class mới của chúng ta như sau. Stack. Nhé. Stack của chúng ta là như sau này. Nơi khác một chút so với lúc nãy nhé. Thì ở đây chúng ta làm như sau. Chúng ta vẫn có hai cái biến thuộc tính, một là item. Vì chúng ta vẫn có cái này đây. Cái bảng tên chúng ta nó có sẵn như này rồi nhé. Đó. Thì đây là chỉ số 0, còn đây là vị trí là tops index, là cái chỉ số ở phần cuối. Là đỉnh, đây là đỉnh của quan xếp. Đây là khu vực mà chứa dữ liệu stack đây. Còn đây là cái vùng rộng chưa sử dụng. Được chưa? Đó. Thì như sau này, cái hàng class sẽ cho nó gồm có hai tham số, một là như sau đây, tôi biết mô tả luôn nhé, là def init self. Tham số nhất là như này, self.item. Ban đầu của nó là chính là T. Đó, vì T là cái hạn mảng cho trước rồi. Nó không ngoài. Ban đầu là tôi đặt luôn item là ban đầu mặc định nó là T, nhưng mà tức là cái vì T ban đầu T nó là một cái list gồm có là N phần thưởng là năng, nhưng mà nó là một cái mảng. Nó là một cái mảng rỗng, nó là mảng không chứ chứ một cái mảng rỗng nhé. Và đây sẽ giống như lúc nãy nhé, là top idx bằng -1. Được chưa? Đây là cái mô tả.
Được chưa? Rồi, thì với ta mô tả với cái sách này chúng ta chú ý là khi ta mô tả thêm, ta sẽ phải thêm một cái hàm sau đây. Phải có thêm cái hàm, một là cái hàm kiểm tra xem là sách này là rỗng hay là không. Và hai là cái hàm thứ hai là kiểm tra sách này là đầy hay là không, vì khi nó đầy rồi không thì không làm được nữa. Nhưng mà chúng ta cần hai cái hàm. Cần một hai cái hàm, sau cái hàm là mô tả là nó là rỗng hay là không, hay là đầy hay là không. Ta cần hai cái hàm sau đây, rất quan trọng. Cần hai hàm quan trọng, hai cái hàm kiểm tra quan trọng. Một là hàm là kiểm tra S rỗng hay không. Rỗng thì chúng ta mới pop được ra, lấy ra rỗng hay không. Để cho thầy biết rồi, rỗng hay không. Thì hàm này ta kêu là is stack empty. Thì nếu rỗng thì chúng ta mới lấy được ra phần tử là mới dùng hàm, dùng được lệnh pop hoặc dùng được lệnh là top. Còn hàm thứ hai, cái này cực khác nhé, là kiểm tra xem đầy hay chưa. Kiểm tra S đầy hay chưa. Nếu đầy chúng ta không put từ vào nữa. Đầy hay chưa là cái hàm này có tên là is stack full. Đó. Nhưng mà với cái hàm này chúng ta sẽ phải làm thêm những cái với cái mô hình này thêm một thêm cái hàm nữa là hàm kiểm tra đầy và kiểm tra là rỗng. Thì hai hàm này equal chúng ta đều phải gì, đều phải có thời gian là O1 hết nhé. O1 hết. Và như vậy tất cả các hàm này phải có. Bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh nhé, vì chúng ta cùng nhau mô tả nhanh này nhé. Tôi lại viết lại những cái hàm đó nhé. Thì tôi sẽ viết nhanh đây. Mô tả các cái hàm chính cho mô hình stack trên nhé. Cái hàm này là cái chương trình này rất là sử dụng nhé, vì thực tế là trong một số ngôn ngữ lập trình là chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái ban đầu là không phải là một cái mảng dài vô hạn, mà là một cái mảng có độ dài là cố định, không được vượt quá các cái không được vượt quá một cái số n nào đó. Nó mà là như vậy. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết lập nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau thiết lập này một số cái hàm chính này, mô tả nhanh nhé. Đầu tiên là cái hàm này, def isStack empty. Thì cái hàm này chúng ta không được dùng cái hàm len tên nữa, mà bắt buộc phải dùng gì, chúng ta phải return, phải dùng cái biến là top idx bằng -1. Khi nó bằng -1 thì nó là rỗng, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta phải hàm kiểm tra xem lại đầy hay chưa, is that full s, được chưa? Đây hai chấm nhé. Thì chúng ta đây là khi nào, return là khi mà cái top bên này idx nó bằng là phần tử cuối cùng, nó bằng là n-1 thì nó đầy. Đây khi mà đây nhé, khi mà cái top nó nằm ở đây là t này, t có độ dài là n, thì khi mà cái top idx nó là phần tử cuối cùng đầy mất rồi là nó bằng n-1 thì nó đầy. Vậy là hàng rồi. Thì chúng ta cùng nhau làm một số những cái hàm nhé. Đây đối với chúng ta cùng nhau thiết kế này, đây là hai cái hàm đó nhé. Còn một cái hàm nữa là cái hàm len nhé, thì như sau, def len của s là cái gì, là chính là cái này, chính là return là s top idx cộng 1. Cái địa chỉ này, cái chỉ số này là cộng thêm 1, chính là độ dài của các xếp đó. Bây giờ tôi sẽ mô tả ba cái hàm chính, hàm push, hàm pop và hàm gì, hàm push, hàm pop và hàm top nhé. Đầu tiên lấy hàm push trước này, push sx nhé. Kiểm tra này, if is stack full, không full được vào nữa nhé, full
thì chúng ta raise, raise runtime error, runtime error, ngăn xếp đây, ngăn xếp đây nhé. Để else, nếu mà chưa đầy thì chúng ta mới làm cái việc khác. Chúng ta làm như sau, đây là chú ý nhé, hay là khắc cái phần trên vậy đấy. Chúng ta làm như sau, chúng ta không được dùng lệnh append này, bởi vì cái hàng t là một cái mảng là cũng được là cho trước, cho nên là khi mà chúng ta đang làm ở đây nhé, chúng ta lên t nhé. Còn đây là cái phần đang có đây. Đấy, đây là sc đây, thì chúng ta đây là top init, thì chúng ta không thể nào mà append này, chúng ta phải bổ sung để nó vào đây này. Đó, đây là phần thưởng bổ sung này. Làm như nào, chúng ta làm như sau, dùng sc vào, chúng ta phải tăng cái biến top init lên một đơn vị, chúng ta dùng lệnh là s top idx bằng s top idx cộng 1, đấy, tăng lên 1 trước. Sau đó chúng ta gán nó bằng s item mở ngoặc s.top idx bằng x. Đây lệnh là gán phần tử x để vào cái ô bên cạnh cái phần top idx nhé. Đây là chỉ lệnh, đó là chỉ lệnh push, chúng ta chú ý nhé, hãy hát trước nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái lệnh tiếp theo, lệnh là lệnh pop, là ngược lại, lệnh pop như sau nhé. Đây, top pop s, được chưa? Làm như sau này, cũng như chúng ta không thể dùng lệnh pop của mảng được, của list được, chúng ta làm như sau. Kiểm tra này, if is stack empty thì chúng ta raise runtime error hàng đợi ngăn xếp rộng, còn là else. Đó, else là như sau, nếu mà không rỗng thì chúng ta sẽ làm tiếp tục như sau, thì chúng ta sẽ phải như sau, chúng ta sẽ phải xóa đi phần tử ở cuối đó bằng cách như sau. Chúng ta sẽ phải đặt x bằng x, chúng ta phải gắn lại chữ ghi dạng thì sao cho trả lời phần tử này. Đây là phần tử cuối cùng đây, hay là phần tử đầu của đỉnh đây. s này top idx. Sau đó chúng ta sẽ phải giảm đi s top idx bằng s top idx trừ 1. Đây chính là xóa này. Đây nhé. Đây là nó đang là ở đây nhé. Đó. Đang là đây này. Thì chúng ta lưu phần tử này lại, lưu lại x gì đây? Là cái lại đi nhé. Thì chúng ta giảm đi 1. Chúng ta giảm đi 1 đơn vị, nhưng giảm phần xuống đây này. Đây sẽ là top mới này. Đây sẽ là top idx mới. Đây chính là xóa đi không? Đấy. Và để chúng ta return x. Đó. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và cuối cùng là cái lệnh top thì là tương tự lệnh pop thôi. Tôi không xóa thì như sau. Lệnh cuối cùng là cái lệnh nhà dep top s là if is stack empty s, rồi chúng ta raise runtime error ngăn xếp rộng, rồi đi ngược lại, nhưng không rộng chúng ta sẽ trả về, không xóa đi trả về thôi, chúng ta return là s chấm item và chỉ lệnh phần tử là s chấm top idx thế thôi. Đấy, thì đó là chính là
Như vậy là như vậy tôi vừa mô tả xong các bạn là cái mô hình gì, cái mô hình rất quan trọng, những mô hình là cái gắn xếp trên một cái bảng cố định, độ dài cố định. Đáng chú ý nhé, cái phần này là cái phần này nó khá quan trọng luôn nhé. Cái như hôm nay là cái buổi mà tôi giới thiệu các bạn một loạt những cái cách cài đặt cái mô hình cấu trúc dữ liệu ngăn xếp trên một cái trên các cái phương án khác nhau, trên các mình khác nhau, vẫn như mà tất cả các mô hình này đều thỏa mãn hoàn toàn, đều thỏa mãn hoàn toàn các cái tiền đề hoạt động của cùng ngăn xếp. Thì các bạn phải dùng cái nào cũng được nhé, nhưng mà cách mà tôi mô tả bằng cái thông thường cái phương án này là phương án hay nhất này. Phương án là chúng ta dùng cái không phải dùng list, mà chúng ta dùng cái mảng, dùng cái list là cái phương án này. Phương án này là phương án mà dùng hay dùng nhất trên thực tế nhé, trong Python. Thì các bạn tạo ra một cái file như vậy, một cái file path như vậy, một cái file đây, cái file này chính là file này, file stack.p này, và cái file này coi như file chuẩn, và chúng ta sẽ copy ở bất cứ đâu chúng ta cần đến đó, và sau này chúng ta sẽ dùng thường xuyên cái này trong các bài tập sau này, trong cái phần dễ về sau dùng rất nhiều cái phương án này nhé. Thì chúng ta dùng quyết chúng ta dùng dùng cái thư viện này là thư viện chuẩn nhé. Nhưng mà thư viện này chúng ta vừa dùng mô hình hàm đó, vừa dùng mô hình là phương thức, đây là phương thức này đó. Có thể đồng thời dùng cả hai cho thuận tiện nhé, cái nào cũng được đó. Đấy, đây về hôm nay là cái buổi tôi sẽ chỉ nói thuần túy chứ chúng ta không đi vào các bài tập cụ thể, thì tổng thể tôi sẽ mô tả sau nhé. Và về mô hình về ngăn xếp này còn có rất nhiều những cái bài tập mang tính lý thuyết nữa, thì tôi sẽ cho bài tập trong cái phần sau nhé. Hôm nay chúng ta nghỉ nhé, hôm nay chúng ta vừa vặn fit thời gian để chúng ta nghỉ ở đây nhé. Bạn nào mà có chưa hiểu hết thì chúng ta sẽ trao đổi nhau ở trên nhóm nhé. Xin chào các bạn nhé.